Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn cùng đón xem tập tiếp theo của bộ truyện Đam Mỹ Những đứa con nhà họ La, tác giả Cật Tố, qua phần trình bày của Sam. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này, hãy nhấn like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Những đứa con nhà họ La, tập 6. La Nhất Hải lại bị giật mình, cười vô cùng ngượng ngùng. Không phải à? La Tiểu Hồ nói. Em thích ai cũng không thể nào thích hắn ta. La Nhất Hải thở phào nhẹ nhõm. Nhìn chung cũng không làm ra cái chuyện tình tay ba. Anh này yêu tôi yêu anh kia, với em trai mình. Xong rồi lại nói. Vậy bây giờ em có người mình thích chưa? La Tiểu Hồ nhìn La Nhất Hải một cái, thấp giọng nói. Không có. Sau này cũng sẽ không có. Anh, bây giờ em chỉ muốn kiếm tiền, không muốn yêu đương. Anh thì sao? Anh muốn kết hôn thì cứ kết hôn. Không muốn cũng không sao. Bất kể anh có con cái hay không, em cũng sẽ nuôi anh khi về già. La Nhất Hải dựa vào em út, sờ đầu nó. Em nghĩ xa xôi thế. Tương lai đến mấy chục năm đó. Em làm sao biết mình sẽ không gặp được người mình thương chứ? Bộ dạng đau khóc, nước mắt nước mũi tèm lem, muốn sống muốn chết ban nãy của La Tiểu Hồ, giờ không còn lại gì nữa. Hùng hùng hổ hổ, căm ao với anh trai mình. Nói xong, còn có thể nắm tay tâm sự. Thích người ta phiền lắm. Hơn nữa, em trai của anh vừa đẹp trai, vừa tài hoa như thế, người bình thường không xứng được đâu. La Nhất Hải cười khúc khích, bóp gương mặt của nó. Anh lại nhớ đến Nhạc Nguyên Nhiên, kềm không được mà hỏi. Nguyên Nhiên ở trong giới của em. Các em có cái giới của mình chứ nhỉ? Cũng rất được ưa thích phải không? La Tiểu Hồ xoẹt cái quay đầu nhìn anh nói. Anh, được ưa hay không ưa thích có liên quan gì với việc anh thích hay không thích hắn? Anh cảm thấy hắn ta thích anh mười mấy năm không dễ dàng, nhưng tình cảm không thể tính như thế được. Hai người hoàn toàn không có chút quan hệ nào, muốn ở chung với nhau mấy chục năm mà chỉ dựa vào mỗi cảm động có được không? Anh không đành lòng, cũng là nhất thời thôi. Miễn cưỡng bản thân thì đối với cả hai đều không tốt. La Nhất Hải dường như đã phát hiện ra một mặt khác của em trai mình, không khỏi cảm thán. Em đã thành chuyên gia tình cảm rồi. Anh chỉ là thuận miệng hỏi cái thôi. Em nói một, trai thẳng bình thường như anh, cũng không biết cậu ta rốt cuộc thích anh ở điểm nào. Anh của em là tốt nhất thế gian. Người nào thích anh, em cũng chẳng bất ngờ. La Tiểu Hồ với gương mặt nghiêm túc, chỉ thiếu mỗi giơ tay lên phát thệ. Xong còn nói. Anh, nếu anh không nhẫn tâm từ chối hắn ta, thì để em đi nói dùm anh. La Nhất Hải kiên quyết từ chối. Nói cái gì thế? Phải nói thì để anh tự nói. Em đừng có thêm phiền phức. Có nghe không? Trước khi đi ngủ, La Nhất Hải mới bắt đầu lo lắng về xu hướng tính dục của em út, như thể bỏ nhai lại. Lúc sau thì qua gõ cửa một lần. Tiểu Hồ à, em, cái đó phải chú ý an toàn, đừng có làm bậy bạ nhé. Xã hội này hiểm ác lắm, đừng có bị lừa. La Tiểu Hồ sụp đổ. Anh, được rồi đó. Nhạc Nguyên Nhiên không hề làm phiền La Nhất Hải. Chỉ là khi sắp được một tháng sau khi phẫu thuật thì nhắc nhở anh đi kiểm tra lại. Sau đó thì gửi tin nhắn, báo số cho La Tiểu Hồ. Kiểm tra lại có kết quả, tất thảy bình thường. La Nhất Hải gửi tin nhắn cho cậu. Qua hồi lâu Nhạc Nguyên Nhiên mới trả lời ok. La Nhị Hà cũng gọi điện tới, hỏi anh bây giờ thế nào. Vừa mở loa ngoài, rộn ràng thu dọn đồ đạc. La Nhất Hải kiểm tra lại thuận lợi, không có chuyện gì. Hỏi cô lâu thế không về, người trong nhà có phải là không vui hay không? Có gây phiền phức cho cô hay không? La Nhị Hà cười, nói anh yên tâm, bây giờ em gái anh kiên cường lắm. Lời này nghe chắc chắn là đã xảy ra mâu thuẫn gì đó, cần phải kiên cường rồi. La Nhất Hải thở dài một hơi, nói em dễ, ban đầu thấy rất được, suốt ngày nói yêu em, sao bây giờ lại không biết thương em như thế? La Nhị Hà nói, nói mấy câu yêu dễ hết sức. Anh bảo ổng chăm con 2 ngày thử xem.
Em đã viết bấy nhiêu quyển tiểu thuyết tình cảm, yêu đến đau thấu tim gan, chết đi sống lại. Nhưng bây giờ bảo em nói ấy, trạng thái tốt nhất mà hai người ở chung với nhau chỉ có một từ, thoải mái. Một người có thể khiến cho anh ở chung với người đó mà cảm thấy vô cùng thoải mái. Chính là đại biểu người đó biết rõ anh, thấu hiểu anh, tôn trọng anh, bao dung anh. Điều này khó biết bao. Anh à, làm sao có thể dễ gặp như thế được. Lúc em còn trẻ cũng không hiểu, kết hôn xong đủ mọi chuyện rối tung mới nhận ra. Chuyện tốt nhất ấy chính là khiến cho anh không có chuyện gì hết. Hồi lâu La Nhất Hải cũng chẳng nói gì, chỉ a một tiếng sau mới nói. Là như thế à? Bên La Nhị Hà có tiếng chuông cửa reng, cô liền vội vàng cúp điện thoại. La Nhất Hải cầm điện thoại suy ngẫm hồi lâu, lắc lắc đầu, cảm thấy mình càng lúc càng ích kỷ. Từ lúc Nhạc Nguyên Nhiên bày tỏ đến nay đã nửa tháng, La Nhất Hải trước sau vẫn chưa đưa ra lời đáp mà anh vốn nên đưa ra rồi. Anh thật sự luyến tiếc Nhạc Nguyên Nhiên. Câu này nghe thật sự kỳ quái, dường như không được thẳng thắn lắm. Nhưng anh thật sự luyến tiếc. Lớn như thế này, La Nhất Hải mới biết cảm giác được người khác chăm sóc là như thế nào. Tục ngữ nói, từ tiết kiệm mà thành xa xỉ thì dễ. Ở chung với Nhạc Nguyên Nhiên trong hơn một tháng, là một tháng anh bị bệnh tật bủa vây. Cũng là một tháng thoải mái nhất mà anh trước nay chưa từng có. Chẳng cần suy nghĩ gì cả. Lo lắng có người vỗ về, vấn đề có người giải quyết. Giống như câu La Nhị Hà nói, chuyện tốt nhất chính là khiến cho anh không có chuyện gì hết. Đây không phải là ích kỷ thì là gì đây? La Nhất Hải lập tức muốn gọi điện cho Nhạc Nguyên Nhiên hẹn gặp mặt. Suy nghĩ một hồi lại bỏ cuộc, đợi đến ngày hôm sau đến công ty một chuyến. Nhưng không gặp được Nhạc Nguyên Nhiên, nghe người bên hành chính nói, Nhạc Tuyển Hoa làm phẫu thuật, mổ bắc cầu động mạch vành, đã vào nằm viện một tuần. Nhạc Tuyển Hoa làm phẫu thuật chưa đến một tuần, còn tương đối yếu, nhưng ánh mắt và trạng thái vẫn là dáng vẻ không chịu khuất phục kia. Thấy là Nhất Hải đến, bà nhíu mày hỏi, con cũng mới phẫu thuật chưa bao lâu, dáng đến đây làm gì? Nhạc Nguyên Nhiên vội vàng ăn miếng cơm. Nhạc Tuyển Hoa liền hối cậu đi về, nói bên phía công ty của con phải quản lý cho tốt, chỗ này đâu có thiếu người. Nhạc Nguyên Nhiên thấp giọng, dạ một tiếng. Phòng bệnh tốt nhất ở khoa ngoại tim mạch, hai tổ y tá và giúp việc luân phiên chăm sóc, quả thực không cần đến cậu. Hôm nay La Nhất Hải đến, Nhạc Tuyển Hoa liền nhân cơ hội đuổi cậu đi, bảo La Nhất Hải đưa cậu về. Cả tuần nay cậu đều ở trong bệnh viện, gầy rộc đi hẳn, dưới cằm nhàn nhạt màu xanh của râu, trông mà La Nhất Hải thắt lòng. Nhạc Nguyên Nhiên nói không cần, con về công ty, tối chút con lại đến. Cũng chẳng nhìn La Nhất Hải, cầm áo khoác lên rồi đi ra cửa. Nhạc Tuyển Hoa thở dài một hơi, khẽ đến khó mà nghe thấy, bảo y tá chỉnh giường cao lên một chút, có hơi do dự mà hỏi La Nhất Hải. Nhất Hải, con giúp dì một chuyện. Dì biết con đã về nhà ở, nếu như con rảnh, có thể giúp dì đưa Nguyên Nhiên đi làm kiểm tra sức khỏe được không? Nhà dì tim đều không tốt. Là Nhất Hải suy nghĩ một hồi, rồi gật đầu. Được, để con nói với cậu ấy. Dì lo lắng cho Nhạc Nguyên Nhiên. Vậy, dì cũng nên hiểu cậu ấy cũng lo lắng cho dì. Nên đừng đuổi cậu ấy nữa. Nhạc Tuyển Hoa cười cười có hơi xấu hổ. Hai mẹ con chúng ta, từ nhỏ đã thế, đều độc lập thành quen. Ban nãy con cũng nhìn thấy đấy, rất nhiều chuyện. Thật sự là sống chết cũng không nói ra được. Bà khẽ nâng tay lên với La Nhất Hải. Lần đầu trước khi ba con dẫn dì về nhà các con, ổng nói trong nhà ồn lắm, bảo dì phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Vừa vào cửa, dì nhớ rất rõ, Nhị Hà chạy lên ôm chầm lấy ổng. Tam Giang thì lớn tiếng gọi, ba ơi, ba ơi. Lúc đó dì thích lắm, rất hâm mộ. Nguyên Nhiên quá giống dì, chuyện gì cũng để trong lòng không chịu nói, chuyện tốt hay xấu cũng không nói. Là Nhất Hải nói, đúng thế, lúc ở La Gia, Nguyên Nhiên cũng không hay nói chuyện. Nhưng bây giờ thằng bé giỏi hơn dì nhiều, Tuyển Hoa nói. Dì luôn cảm thấy là ở nhà con mấy năm nó bị ảnh hưởng.
Biết gọi điện thoại hỏi sức khỏe gì thế nào? Có uống thuốc chưa? Có gì không khỏe không? Mỗi tuần đều đến thăm dì. Dì ấy à? Trong lòng thì vui, nhưng miệng lại không nói được một chữ. Chuyện này đối với La Nhất Hải mà nói có hơi khó mà tưởng tượng nổi. Người nhà La gia bất kể chuyện lớn, chuyện nhỏ gì cũng nhao nhao mà ra. Chuyện gì cũng không thể để qua đêm được. Nhạc Tiễn Hoa nhìn nhìn vết kim truyền dịch trên mu bàn tay mình, nhàn nhạt nói. Dì cũng không biết lúc nào thì không còn. Hy vọng nó đừng như dì, mà có thể thật khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. La Nhất Hải ở chẳng bao lâu, thấy bà hơi mệt thì liền từ biệt. Ra khỏi cửa, phát hiện Nhạc Nguyên Nhiên đứng bên cửa, muốn vào mà không vào. Thấy anh bước ra, cậu ta vội nói một câu. Không cầm chìa khóa xe. Quay đầu liền sải bước lớn mà đi, đẩy cửa thoát hiểm, chạy nhanh xuống lầu. La Nhất Hải đuổi theo, anh nhìn thấy khóe mắt đỏ au của Nhạc Nguyên Nhiên, túm lấy cổ tay cậu. Nguyên Nhiên! Nhạc Nguyên Nhiên không dãy ra, cũng không quay đầu lại, chỉ đứng đấu lưng ở góc tường. La Nhất Hải đưa tay lên xoay mặt cậu lại, nhìn thấy khuôn mặt đang gắng sức kiềm nén gì đó. Bà ấy căn bản không hiểu tâm trạng của tôi như thế nào. Nhạc Nguyên Nhiên rít từ kẽ răng ra những lời giống giận trầm thấp. Bà chẳng nói gì với tôi cả, không nói một chữ nào. Lúc trước bà từng làm giá đỡ cũng không nói với tôi, té xỉu nằm viện bà cũng không cho vú nuôi nói tôi biết. Bà ấy có biết tôi sẽ lo lắng không? Tôi tưởng bà không quan tâm đến tôi nữa. Từ trước đến nay bà chưa từng hỏi tôi có tốt hay không, chưa từng hỏi tôi có vui hay không. Cho dù là một chữ cũng tốt, tôi cũng có thể cảm thấy rằng mình không phải gánh nặng của bà. Tôi cứ tưởng có hay không có tôi thì bà cũng không sao cả. Cho đến bây giờ bà vẫn cứ mở miệng là hỏi công ty thế nào. Còn mẹ nó, vào lúc này rồi ai lại đi lo cho công ty sẽ thế nào chứ? Là Nhất Hải ôm Nhạc Nguyên Nhiên thật chặt, ấn đầu cậu lên vai mình. Nghe tiếng cậu khóc thảm thiết, không thể kiềm chế nổi. Tôi tưởng rằng bà ấy không yêu tôi. Vỗ về tấm lưng đang căng cứng trong lòng, La Nhất Hải khẽ giọng gọi tên cậu, hy vọng có thể khiến cậu thả lỏng, dù chỉ là một chút xíu thôi cũng tốt. Quen biết mười mấy năm, La Nhất Hải vẫn lần đầu tiên nhìn thấy Nhạc Nguyên Nhiên khóc. Kiểu ra sức kìm nén này, kìm nén đến toàn thân run rẩy cũng không có cách nào kiểm soát, nhưng vẫn muốn kiểm soát khóc lóc. Điều này khiến tim anh đau đến thắt lại. Khóc đi Nguyên Nhiên, cậu có thể khóc, La Nhất Hải nói. Lái xe đưa Nhạc Nguyên Nhiên đến dưới lầu công ty. Nhạc Nguyên Nhiên hỏi, hôm nay anh đi tìm tôi là muốn nói gì phải không? La Nhất Hải thấp giọng nói, anh không muốn lợi dụng việc cậu đối xử tốt với anh, như thế quá ích kỷ. Nhạc Nguyên Nhiên nói, anh có thể ích kỷ mà, tôi không bận tâm. La Nhất Hải lắc lắc đầu. Còn chưa nói gì đã bị Nhạc Nguyên Nhiên cắt ngang. Đủ rồi, tôi hiểu ý của anh. Trước khi xuống xe, cậu lại nói, lúc nào anh cũng có thể quay về đi làm lại, việc nào quy việc nấy, tôi không mong sẽ ảnh hưởng đến công việc bình thường. Từ đầu đến cuối, Nhạc Nguyên Nhiên không hề nhìn La Nhất Hải lấy một cái. Nhìn bóng lưng của cậu, La Nhất Hải cảm thấy mình rõ ràng đã làm chuyện đúng đắn, nhưng không biết tại sao lại cảm thấy khó chịu thế này. Cảm thấy một bên cổ hơi lạnh, anh đưa tay lên sờ, trên cổ áo sơ mi bị nước mắt của Nhạc Nguyên Nhiên làm ướt một khoảng. La Nhất Hải nhịn không được mà dùng tay nắm lấy, muốn ủ ấm cho nó. La Tiểu Hồ vừa về đến nhà liền hỏi, thế nào rồi, anh đã nói chưa? La Nhất Hải gật gật đầu, nói rồi. La Tiểu Hồ trở nên vui vẻ, lại không tỏ vẻ quá mức vui vẻ. Vậy Nhạc Nguyên Nhiên nói thế nào? La Nhất Hải cúi đầu thái sau cạch cạch cạch. Còn có thể nói thế nào nữa? Cậu ta cũng không phải loại người dây dưa không buông. Em rửa tay, sắp chén đũa đi, ăn cơm rồi. Lúc ăn, anh cũng không nói chuyện này, cứ hỏi La Tiểu Hồ học hành và tiến độ lập nghiệp. Tuy rằng nói ra thì anh cũng không hiểu, nhưng cứ ậm ừ làm bộ hiểu hết. Luật sư bên nhà cửa có gọi mấy bận điện thoại. Bên quản lý tài sản và công ty khí đốt sẽ xây lại một bộ phận.
trang trí bên trong thì mặc kệ, tiền bồi thường phải tranh thủ một chút, nhưng cũng chỉ được con số lẻ. Cho dù bây giờ có khởi công thì cũng phải non nửa năm mới vào ở được. Là Tam Giang gọi điện đến, bảo anh không cần phải lo chuyện nhà cửa nữa. Qua mấy bữa cậu ta sẽ quay về. Là Nhất Hải bèn quay về công ty đi làm lại, chủ yếu vẫn là ở hành chính, xử lý những chuyện liên quan đến xưởng đường. Nhạc Huy Nhiên thỉnh thoảng đến, gặp mặt thì chào hỏi, y chang như ngày xưa, y chang như lúc chưa ở chung với nhau. Thỉnh thoảng có thể nghe được mấy lời xì xào bàn tán giữa đồng nghiệp với nhau. Nói đợt trước tính khí của sếp Nhạc dịu đi nhiều, nhưng bây giờ lại căng lại rồi. Là Nhất Hải vẫn nhớ chuyện Nhạc Tuyển Hoa dặn dò, anh nói với Nhạc Nguyên Nhiên. Nhạc Nguyên Nhiên liền nói biết rồi, sẽ để trợ lý của mình sắp xếp. Biết rõ rằng cậu ta nhất định sẽ không sắp xếp, sắc mặt luôn không được tốt, gầy đi hẳn, nhưng là Nhất Hải cũng không tiện giục tiếp. Tối đó là Tiểu Hồ lại không kiềm được mà nói với anh lần nữa. Anh từ chối hắn ta rồi, làm gì trông như thể anh thất tình vậy? Là Nhất Hải nói, anh làm gì có. Là Tiểu Hồ chỉ vào mặt anh nói, anh nhìn đi, mấy ngày rồi chẳng thấy cười. Anh à, hắn ta lớn như thế rồi, thất tình còn có thể chết được sao? Là Nhất Hải đặt đũa xuống, thở dài. Em không biết, có chuyện gì cậu ta cũng giữ trong lòng không chịu nói. Có hay không có chuyện gì thì em cũng không nhìn ra được. La Tiểu Hồ rất bất đắc dĩ. Vậy thì thế nào? Hắn ta phải tự mình vượt qua chứ. Anh có thể lo cho hắn ta cả đời hay sao? Anh đừng đi làm chỗ đó nữa có được không? Mắt không thấy, tâm không phiền. La Nhất Hải không nói gì. Đạo lý này anh biết chứ, nhưng cũng không ngăn được đau lòng. Anh muốn hỏi thử Nhạc Nguyên Nhiên có ăn uống đàng hoàng hay không? Có ngủ nghê đàng hoàng hay không? Muốn hỏi thử anh có thể làm chút gì cho cậu ta hay không? Là Tiểu Hồ nói, trong tình cảm anh không thể mềm lòng được. Chẳng lẽ lại miễn cưỡng bởi vì cảm thấy người ta đáng thương mà giả vờ thích người ta hay sao? Là Nhất Hải muốn nói, nhưng Nhạc Nguyên Nhiên có phải người ta đâu. Bản thân anh cũng hoàn toàn không ngờ rằng sẽ vì nhìn thấy người khác khổ sở mà lại khổ sở đến mức này. Cuối tuần được nghỉ, là Nhất Hải đi trung tâm thương mại một chuyến, mua mấy cái quần cho mình, tiện thể mua mấy đôi vớ cho La Tiểu Hồ. Bây giờ yêu cầu của La Tiểu Hồ cao rồi, quần áo mặc ngoài thì tự người ta đi mua, còn vớ thì phải chỉ định nhãn hiệu gì gì đó, 100% cốt tông. Đang chọn hàng, chân bị gì đó đụng nhẹ một cái. Anh quay đầu lại nhìn, là một chiếc xe nôi. Bà mẹ đang vật lộn với đứa bé trong lòng, bảo đứa bé đừng kéo tóc mẹ nữa. Không để ý nên đụng phải La Nhất Hải. Bà mẹ vội vàng nói xin lỗi. La Nhất Hải nói không sao. Hai người nhìn nhau, đều ngẩn ra. Ơ, là anh. Em à? À, là em. Anh đây. Là bạn gái cũ của La Nhất Hải, Tống Văn Vũ. Tống Văn Vũ cùng tuổi với anh, đã 33 tuổi, có một gương mặt tròn, khi cười mắt cong cong, vô cùng đáng yêu. Hai người bắt đầu yêu đương từ năm 21 tuổi, quen nhau 8 năm. Cô từng đến nhà La Nhất Hải nhiều lần, đám em nhà La Gia đều gọi cô là chị Văn Vũ. Lúc tinh nghịch, La Tam Giang còn gọi thẳng là chị dâu. Nhưng cho dù là đã gặp qua ba mẹ, cuối cùng cô cũng không thể thật sự trở thành chị dâu cả chính thức của La Gia. Tống Văn Vũ là con gái một, ba mẹ cô vốn cũng không ý kiến gì với La Nhất Hải, nhưng rất không thích chuyện La Gia đông con cái, còn là một gia đình đã tái hôn. La Nhất Hải lại là con cả, sau này chắc chắn phải giúp đỡ các em không ít. Sợ con gái gả đi chịu khổ, nhưng không chịu được sự kiên trì của con gái. Thấy là Nhất Hải cũng là một đứa trẻ tốt, nên không phản đối hai người qua lại. Hai người vốn định sau khi tốt nghiệp, khi là Tam Giang và Nhạc Nguyên Nhiên đều đã thi vào đại học, độ chừng 24, 25 tuổi kết hôn vừa đẹp. Thế nhưng lúc đó là Tiểu Hồ vừa từ tiểu học lên sơ chung, đang trong độ tuổi nhạy cảm thấy là Nhất Hải kết hôn sẽ không cần nó nữa, ngày nào cũng quấy. Tống Văn Vũ liền nói, không thì đợi thêm nữa, đợi khi Tiểu Hồ lên cao trung đi, chúng ta cũng phấn đấu thêm vài năm.
sau đó là Tiểu Hồ lên cao trung. La Phụ và Nhạc Tuyển Hoa bắt đầu có mâu thuẫn. Lợi nhuận bên xưởng đường cũng không tốt. Cứ nợ miết. Còn cố mua nhà ở ngoại địa cho La Nhị Hà, vừa mới tốt nghiệp trước. Bà mẹ Tống Gia liền không vui, cảm thấy La Gia không coi trọng con dâu tương lai. Tống Văn Vũ không hề để ý. Nói kết hôn chay thì kết hôn chay thôi, sợ cái gì? Bà mẹ Tống Gia không đồng ý. La Nhất Hải cũng cảm thấy rất áy náy với bạn gái. Muốn ít nhất năm sau mua căn nhà cưới, rồi thì làm thủ tục cũng không trễ. Kết hôn chay, hay còn gọi là khỏa hôn. Hai người chỉ làm thủ tục đăng ký kết hôn, không mua nhà, mua xe, không làm lễ cưới bày tiệc, thậm chí là không mua nhẫn. Kết quả La Phụ ly hôn, còn mắc bệnh ung thư. Ông rất muốn nhìn thấy La Nhất Hải kết hôn, nhưng Tống Gia kiên quyết không đồng ý. Nói xem, con gái nhà chúng tôi thành người gì? Xung hỉ hả? Sau khi La Phụ mất không bao lâu, La Gia chỉ còn mỗi La Nhất Hải và La Tiểu Hồ. Vừa nghĩ đến hai người kết hôn phải lôi theo đứa em trai, Tống Gia liền hối hai người chia tay. Nói nhà chúng tôi chỉ có một đứa con gái, không thể đến làm bố em cho La Gia được. Mấy lần bàn chuyện cưới gả cứ bị nguyên nhân này nọ mà để lỡ, khiến cho La Nhất Hải từ đầu đến cuối luôn cảm thấy anh nợ Tống Văn Vũ rất nhiều. Cô thì trước nay chưa từng yêu cầu hay oán hận gì anh. Càng là như thế, La Nhất Hải càng cảm thấy mình nên cho cô nhiều hơn. Đến cuối cùng đã biến thành một nỗi tự trách sâu nặng. Tựa như kết hôn với mình sẽ thành liên lụy đến Tống Văn Vũ vậy. Cho nên, lúc Tống Văn Vũ nói chia tay, La Nhất Hải liền nói: "Xin lỗi, anh đã không thể chăm sóc em thật tốt." Nhìn bóng lưng của cô vừa đi vừa quệt nước mắt, anh khóc cùng với cô, nhưng lại không thể nói ra một câu níu kéo. La Nhất Hải giúp cô đẩy xe nôi, hai người tìm quán cà phê để ngồi. Nhìn đứa bé trai trong lòng cô, anh hỏi nhiêu tuổi rồi. Tống Văn Vũ nói, chưa đến một tuổi, quậy gần chết. Đứa bé trai bụ bẫm, ngậm núm vú giả, tò mò nhìn La Nhất Hải không rời mắt. Tống Văn Vũ ngồi xuống lấy hơi, sửa sang lại quần áo bị đứa con lôi kéo, gọi ly đồ uống lạnh. Một hơi uống hơn phân nửa, cười hỏi La Nhất Hải. Ai, có phải là em mập hơn trước nhiều rồi không? Chưa đợi La Nhất Hải trả lời, cô đã tự nói. Cũng là vì thằng nhóc con này nè, quần áo của em đều tăng thêm 2 số. Tống Văn Vũ quả thực không còn thon thả như ngày xưa. Lúc yêu đương, cô buộc tóc đuôi ngựa. Bây giờ tóc có thể cố gắng buộc được một chút, còn bị con trai kéo đến rối bù cả lên. Quần áo vừa nhìn đã biết là kiểu rộng rãi, thoải mái, tiện lợi. Không trang điểm, mặt và cổ đầy mồ hôi. Trong cái túi mẹ bỉm sữa nặng chỉnh chịch, cô lục trái lục phải, mò ra một bịch khăn ướt trẻ em. Rồi cô lau tay cho con và cho mình. Nhưng toàn thân cô tràn đầy ánh sáng hạnh phúc và thỏa mãn. La Nhất Hải cười, khe khẽ hỏi cô. Bây giờ em hẳn là tốt lắm nhỉ? Tống Văn Vũ chỉ gật đầu một cái, nhẹ nhàng nhưng kiên định. Lại hỏi ngược lại anh. Anh thì sao? Mấy năm nay thế nào? Tuy xảy ra không ít chuyện, nhưng La Nhất Hải nghĩ hình như cũng chẳng chuyện gì đáng nói. Y như ngày xưa, không có gì thay đổi. Tống Văn Vũ nhìn anh một hồi, dịu dàng mà ung dung rằng anh vẫn không dễ dàng như vậy. Tiếp đó lại hỏi, Nhất Hải, chắc không phải anh vẫn một mình đấy chứ? Là Nhất Hải gật đầu, cũng không muốn tìm lắm. Tống Văn Vũ khẽ thở dài một hơi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nói một hồi, chồng cô gọi điện đến đón cô. Tống Văn Vũ nhét cho La Nhất Hải một tờ danh thiếp, nói bây giờ vừa trông con, vừa kinh doanh quán nhỏ. Chẳng có kiểu văn hóa vừa cho con bú, vừa thích cà phê, nên cứ làm chút cà phê sau rang thủ công xem thế nào. La Nhất Hải nói, vậy anh nhất định sẽ mua. Thói quen uống cà phê của anh là do bị em ảnh hưởng đấy. Đưa cô đến cửa thang máy, Tống Văn Vũ đột nhiên quay người lại nói. Nhất Hải, hiện tại em rất tốt. Chồng em tuy là quen do coi mắt, nhưng rất yêu em. Sau khi kết hôn không bao lâu thì cũng có con. Hiện tại một nhà ba người rất hạnh phúc. La Nhất Hải nói. Tống Văn Vũ lại nói. Lúc chia tay, em từng oán trách anh không đủ ích kỷ.
Nhưng em không hề hối hận mình từng yêu anh. Cho nên, anh chưa từng làm lỡ em. Em chưa từng có suy nghĩ này. Anh cũng đừng suy nghĩ như thế nữa, được chứ? La Nhất Hải cúi đầu cười nói. Thang máy đến, Tống Văn Vũ bước vào. Nhất Hải, em hy vọng anh có thể sống thật tốt. Nếu như sau này gặp chuyện gì về tình cảm, anh hãy suy nghĩ nhiều cho mình hơn nhé. Sẽ không ai trách anh đâu. Hồi lâu La Nhất Hải cũng không trả lời. Có gì đó nghẹn ở cổ khiến anh không thể nói được. Vành mắt nóng hổi. Cho đến khi bị cô hỏi dồn. Anh nghe thấy chưa? Thì anh mới gật gật đầu. Tống Văn Vũ cười, tựa như hồi thanh xuân ấy. Sáng sủa, rực rỡ. Cô nắm bàn tay nhỏ bé của đứa con, vẫy tay với anh. Nhân lúc cửa thang máy chưa đóng, cô nói với anh rằng đừng có quên mua hạt cà phê nhà em nhé. Là Nhất Hải mua về một máy pha cà phê, lên mạng mua mấy gói cà phê hạt nhà Tống ra, rồi lại mang hai gói lên công ty, đặt bên cạnh máy pha cà phê ở phòng trà, để mọi người cùng thưởng thức. Đợi khi Nhạc Nguyên Nhiên đi làm, anh gõ cửa vào hỏi cậu ta bữa nào thì rảnh, hẹn đi kiểm tra tổng quát, kiểm tra xong để còn yên tâm. Anh cũng không để cho Nhạc Nguyên Nhiên từ chối, nói cứ lần này đi, sau này sẽ không lo chuyện không liên quan đến mình nữa. Nói xong, đặt ly cà phê và đĩa sandwich sáng trên bàn cậu ta. Nửa đêm hôm đó, La Nhất Hải đang nằm trong ổ chăn thì bị điện thoại của Nhạc Nguyên Nhiên đánh thức. Bắt máy thì hóa ra là lái xe thuê. Hỏi có phải là người yêu của anh Nhạc không? Nói cậu ta say đến bất tỉnh nhân sự. Bản thân cũng không biết cậu ta ở lầu mấy. Có thể có người nào đến đón cậu ta chút không? La Nhất Hải bị hai chữ người yêu làm kinh ngạc đến đỏ cả mặt. Nói tôi là anh của cậu ta. Anh vội vàng đến căn hộ của Nhạc Nguyên Nhiên, cùng lái xe đưa người lên trên lầu. Nhạc Nguyên Nhiên đến nhà liền mở mắt ra, muốn đi nôn. La Nhất Hải dìu cậu vào trong toilet, nôn đến tối tăm mặt mày. Nôn xong còn đòi đi đánh răng. Bọt kem đánh răng dính trên mép còn chưa lau sạch, đã ngã ra đất. La Nhất Hải dồn hết toàn lực, lôi Nhạc Nguyên Nhiên lên phòng ngủ lầu trên. Miệng vết mổ vì dùng sức quá độ mà bắt đầu đau dần dần. Không khiêng lên giường được, anh đành để cậu ta dựa vào giường, kê chiếc gối dưới đầu, đắp chăn lên để cậu ngủ. Anh ngồi nghỉ trên sofa một chút, dưới mông bị thứ gì đó cấn đến là đau. La Nhất Hải sờ thử, từ kẽ giữa hai lớp đệm lót mò ra được một lon bia. Trên sofa còn mấy lon bia, quần áo thì chất đống. Phóng mắt nhìn quanh, nhà của Nhạc Nguyên Nhiên làm gì còn dáng vẻ sạch sẽ gọn gàng nữa. Chén đũa ăn mì trong bồn nước chẳng ai rửa. Rau trong tủ lạnh đã rửa hết. Cầu thang thông lên lầu trên, ném đầy áo sơ mi và cà vạt. La Nhất Hải không biết là tức giận hay là đau lòng. Giắn tay áo lên bắt đầu thu dọn. Thu dọn được tương đối, anh nghe Nhạc Nguyên Nhiên gọi anh. La Nhất Hải! La Nhất Hải! Đi đến lại phát hiện mắt cậu ta chưa mở. Tự mình thì đã bò lên giường, hóa ra là đang nói mớ. La Nhất Hải nói, cậu ngủ đi. Đắp chăn cho cậu xong, anh bị Nhạc Nguyên Nhiên một phát túm lấy tay, túm thật chặt, ủ ớ cầu xin. La Nhất Hải, anh đừng có bỏ mặc. La Nhất Hải không nghe rõ, tiến gần hỏi, cái gì? Bộ dạng của Nhạc Nguyên Nhiên rất khó chịu, mày nhíu chặt, giống như than thở, lại như ai oán. Cho dù là chuyện không liên quan thì anh cũng hãy lo cho tôi đi. Một thanh niên trưởng thành 27 tuổi, cao 1m86, ở trước mặt anh như một đứa bé khổ sở đến sắp khóc, chỉ vì cậu xin anh quan tâm nhiều hơn một chút. Nếu là ngày trước, La Nhất Hải ngẫm lại sẽ cảm thấy một lời khó mà nói hết được, thậm chí là có hơi buồn nôn. Nhưng đó là người khác, không phải Nhạc Nguyên Nhiên. Là Nhạc Nguyên Nhiên mà anh trông từ nhỏ đến lớn, từng cõng, cũng từng ôm. Là Nhạc Nguyên Nhiên mà anh trông từ khi còn là một thiếu niên đen gầy, trở thành một thanh niên tuấn tú. Là Nhạc Nguyên Nhiên dùng mặt lạnh, mặt thối, ngụy trang sự quan tâm săn sóc. Là Nhạc Nguyên Nhiên mà La Nhất Hải từng gọi, Nguyên Nhiên của chúng tôi. Nhạc Nguyên Nhiên, vĩnh viễn không phải người khác. Là Nhất Hải cũng không biết hiện tại cậu có thể hiểu không, luôn miệng giải thích. Anh lo đương nhiên là anh lo mà. Anh chỉ sợ cậu không muốn nhìn thấy anh nữa, mới nói như thế thôi.
Nhạc Huy Nhiên đặt tay anh lên ngực mình, cau mày mà ra sức vỗ, để anh sửa trái tim mình. Ai không muốn thấy ai hả? La Nhất Hải, anh đừng có tên là La Nhất Hải, anh tên là La Một Đao. Người uống say ra tay chẳng biết nặng nhẹ. La Nhất Hải cảm thấy đau giùm cho cậu. Anh rút tay ra, vỗ về hồi lâu. Hỏi như thể đang dỗ trẻ nít. Sao anh lại là La Một Đao chứ? Nhạc Huy Nhiên lại túm lấy tay anh, phủ lên mặt mình. Anh từ chối tôi thì thôi đi, bỏ mặc tôi thì thôi đi. Còn đem bạn gái cũ ra, khiến tôi đau lòng muốn chết. Tại sao chứ hả? La Nhất Hải, trên đời này còn có người nào nhẫn tâm như anh không? Có dịch thể ấm nóng tràn ra lòng bàn tay La Nhất Hải. La Nhất Hải sững người, lập tức hiểu ra là chuyện gì. Trên bao bì gói cà phê có giới thiệu về cửa hàng của Tống Văn Vũ. Chào một cái là biết ngay. Nhạc Huy Nhiên nức nở, dán lên lòng bàn tay anh mà oán trách sự độc ác của La Một Đao. Sao lại bảo tôi uống cà phê nhà chị ta? Cho dù tôi uống thuốc độc, cũng không uống một hớp cà phê nào cả. Anh mặc kệ tôi. Vậy tôi không đi kiểm tra sức khỏe cho anh nữa. Tốt nhất là chết quách đi, để anh biết buồn. La Nhất Hải tiện tay bóp mạnh mặt cậu một cái. Cậu nói cái gì thế? Nhạc Nguyên Nhiên không nói nữa. Nửa bên mặt vùi trong gối. Không cam lòng ôm lấy mặt, kìm nén nỗi tủi thân. La Nhất Hải vừa tức giận, lại vừa đau lòng. Muốn ôm cậu, nhưng lại không cách nào làm được. Dứt khoát nằm xuống, mặt đối mặt với cậu mà nói chuyện. Anh lo cho cậu, được chưa? Cái gì cũng lo hết. Chị Văn Vũ của cậu đã kết hôn, có con rồi. Có quan hệ gì với anh chứ? Cậu không uống thì không uống vậy. Nghe cậu hết. Nhưng mấy lời chết quách đi, cậu thử nói lại một lần xem. Nhạc Huy Nhiên nhắm mắt, hồi lâu không có động tĩnh. La Nhất Hải tưởng cậu ngủ rồi, lại nghe một câu. Không nói nữa. La Nhất Hải liền cười, nói cậu ngoan. Suy nghĩ một hồi, anh hỏi cái câu mà anh luôn không thể hiểu. Tại sao lại thích anh chứ? Nhạc Huy Nhiên lắc lư đầu. Không biết, cứ thích thôi. Cái gì cũng thích hết, càng ngày càng thích. Vừa nói, Nhạc Huy Nhiên kéo anh về phía mình, chống lên đầu anh. Khó khăn lắm mới đợi được đến khi anh độc thân, đến khi anh ở chung với tôi còn có nhiều lời chưa nói ra lắm. Đột nhiên gần như thế, khiến La Nhất Hải có hơi hồi hộp, mà Nhạc Huy Nhiên cuối cùng cũng thiếp đi. Có thể là nôn ra hết, dạ dày rất khó chịu. Cậu luôn cứ nhíu mày, trông không thấy thoải mái. Cậu cũng chẳng buông La Nhất Hải ra, túm lấy cổ tay anh để lòng bàn tay dán lên cổ mình. Tay của La Nhất Hải dướn ra sau, dùng lòng bàn tay ôm lấy phía sau cần cổ của cậu, nhẹ nhàng vỗ về. Nhạc Nguyên Nhiên dần dần trở nên yên tĩnh, thỉnh thoảng phát ra một tiếng rên rỉ. La Nhất Hải tỉ mỉ quan sát gương mặt trước mắt, từ đôi mắt, đôi mày đến bờ môi, dường như muốn nhận biết lại từ đầu. Anh lại nhớ đến nụ hôn khi tỏ bày kia, bởi vì quá kinh ngạc mà không kịp có bất kỳ phản ứng gì. La Nhất Hải vô thức nhấp đôi môi mình. Nhạc Huy Nhiên tỉnh lại trong cơn đau đầu say rượu, miệng khô lưỡi đắng, dạ dày cũng đau. Nâng tay lên, phát hiện trong tay đang nắm không biết tay của ai. Thuận cánh tay nhìn sang, trông thấy gương mặt của La Nhất Hải. Cậu ra sức chớp chớp mắt mấy cái, tưởng rằng đang mơ. Cho đến khi La Nhất Hải cũng tỉnh lại, gương mặt ngái ngủ nói với cậu. Sau này đừng uống nhiều thế nữa. Sau đó rút tay khỏi tay cậu, lấy ly nước trên tủ đầu giường cho cậu. Ngáp ngắn ngáp dài, rời giường đi rửa mặt. Nhạc Nguyên Nhiên vén chăn lên, quần áo vẫn còn nguyên. Lại dùng sức đập đầu, từ trong đầu gõ ra được chút mảnh vụn. Bản thân tưởng là mơ, bây giờ xem ra có khả năng không phải mơ, nhưng sợ còn không bằng mẩu chuyện trong mơ ấy. Là Nhất Hải hối cậu đi tắm rửa, sau đó vào bếp mở tủ lạnh. Nhạc Huy Nhiên tắm gội nhanh như gió, thay quần áo. Là Nhất Hải đã làm xong bữa sáng, bảo cậu ăn cho nóng. Hai người đều im lặng một cách quái dị, ăn cháo từng muỗng một. Là Nhất Hải ăn xong trước, bỏ đũa xuống hỏi. Cậu lưu tên anh trong danh bạ điện thoại là gì? Nhạc Huy Nhiên như bị đông cứng, cứng người ngay tại chỗ. Há miệng muốn nói gì đó, lại bị La Nhất Hải cắt ngang.
Nói lại lần nữa, sau này không được uống nhiều rượu vậy nữa. Kiểm tra sức khỏe, hẹn vào thứ hai tuần sau đi. Để anh hẹn, một tiếng đồng hồ buổi sáng là xong, không làm nhỡ cậu đi làm. Là Nhất Hải kéo ghế ra khỏi bàn, mang giày và áo khoác ngoài, vừa mở cửa, vừa nói thêm. Nếu anh tên là La Một Đao, vậy thì cậu đổi thành Nhạc Thông Thường đi. Rất thông thường. Nhạc Nguyên Nhiên không hiểu. La Nhất Hải hiển nhiên không muốn giải thích, đóng cửa rời đi. Đến thang máy, kiểm không được mà ra sức ấn nút. Đã 27 tuổi rồi, hôn môi còn chơi cắn nữa à? Nhạc Nguyên Nhiên rất thất vọng với bản thân mình. Sau khi La Nhất Hải rời khỏi, cậu túm lấy điện thoại xem nhật ký cuộc gọi, liền hiểu ngay là chuyện gì. Ban đầu, cậu chỉ muốn để tên là A Hải, để La Nhất Hải thành người đầu tiên trong danh bạ. Sau đó nhấn chữ A. Thần xui đất khiến sao lại nhảy ra chữ ái. Nhập từ ái xong, từ liên quan tiếp sau liền là chữ nhân. Người yêu, xưng hô tha thiết mơ ước của cậu đối với La Nhất Hải. La Nhất Hải mà cậu tha thiết mơ ước. Ảnh sẽ không biết đâu. Vừa nghĩ như thế, vừa nhấn lưu lại, tựa như lưu lại một phần tình cảm bí mật. Ít nhất trong thế giới của danh bạ điện thoại, La Nhất Hải chính là người yêu của cậu. Nhạc Nguyên Nhiên trước nay chưa từng nghĩ mình sẽ thích một người 11 năm trời. Lúc ở La Gia, cậu không muốn trở thành người nhà La Gia. Nguyên do ban đầu là sự nổi loạn, ấu trĩ đơn thuần, lại biến thành khát vọng nguyện cầu tình yêu, cùng với việc biến La Nhất Hải thành đối tượng hoang tưởng, ngượng ngùng lúc nửa đêm, khiến Nhạc Nguyên Nhiên càng ngày càng không cách nào nhìn thẳng vào La Nhất Hải. La Nhất Hải lớn hơn cậu 6 tuổi, còn là một trai thẳng. Vào lúc cậu vẫn còn trong độ tuổi thiếu niên mới biết yêu, còn chưa thể sống độc lập, thì La Nhất Hải và bạn gái đã nói chuyện cưới xin rồi. Cậu chỉ có thể lẳng lặng quan tâm anh, cho rằng cả đời này cậu sẽ không hề có cơ hội bày tỏ cõi lòng mình với La Nhất Hải. Ngay cả khi La Nhất Hải đã vào ở chung với cậu, cậu cũng không biết phải vượt qua khoảng cách mà mình đã lập lên ngày trước như thế nào. Nếu như sớm có thể thân thiết hơn với La Nhất Hải, khi ở trước mặt cậu, anh sẽ không dè dặt cẩn thận, kìm nén sợ hãi, sẽ không hỏi câu, có phải cậu ghét anh không? Càng sẽ không hiểu lầm cậu thích La Tiểu Hồ. Thấy La Nhất Hải tin tưởng lời giải thích chắp vá kia, dáng vẻ yên tâm mà rơi nước mắt. Nhạc Nguyên Nhiên trước nay chưa từng căm ghét mình đến thế. Căm ghét mình bấy nhiêu năm, làm bộ làm tịch, không nhìn và né tránh La Nhất Hải. Cậu đập đầu thật mạnh vào tủ áo. Không phải là vì muốn La Nhất Hải đau lòng, mà là muốn nói cho mình hay. Nhạc Nguyên Nhiên, mẹ nó, mày tỉnh táo chút đi. Kết quả là, người chủ động phá tan hàng rào bước qua vẫn là La Nhất Hải. La Nhất Hải vĩnh viễn là con người nhân hậu. Dẫu cậu có vụng dại hơn, có lúng túng hơn, cho dù cậu chỉ bỏ ra một phần thì cũng sẽ đáp lại bằng 99 phần còn lại. Cậu vội mong được đối xử tốt với La Nhất Hải. Tốt hơn nữa, muốn dốc hết tình cảm 11 năm trời ra cho anh xem. La Nhất Hải nói, cậu từ đâu mà học được cách nói chuyện ngọt thế? Nhạc Nguyên Nhiên trước nay chưa từng cảm thấy mình nói chuyện ngọt. Cậu chỉ là kiềm không được mà nói ra lời trong lòng mà thôi. Bất kể ai ở chung một phòng với người mà mình yêu thầm nhiều năm, chỉ mỗi hai người không còn ai khác. Trong mắt đối phương chỉ có bạn, chỉ tin bạn, chỉ dựa dẫm vào bạn. Ai có thể kềm nén được mà không để lộ chút tình ý cho đối phương biết chứ? Không nói một câu yêu thương chứ? Nếu không phải La Nhất Hải quá mức chỉ độ, lại mẫn cảm ở một điểm khác một cách khó hiểu như thế, thì cậu cũng sẽ không trong lúc tức giận mà hôn anh. Dẫu rằng cậu đã mơ tưởng vô số lần về nụ hôn đó. Bây giờ thì hay rồi, ngay cả phần suy tưởng lâu ngày cũng không thể giấu nổi nữa. Ăn xong bữa sáng, cậu đến bệnh viện thăm mẹ. Buổi chiều mới đến công ty. Nhạc Nguyên Nhiên không biết La Nhất Hải không đến. Ở trong phòng làm việc nhấp nhổm cả nửa ngày. Cậu không biết cái tên lưu danh bạ này liệu có phải đã chọc giận La Nhất Hải, rồi từ giày anh sẽ tránh cậu như tránh tả hay không? Nếu thật sự như thế, chi bằng tối qua cậu uống đến chết cho rồi. Không, không đâu. Nhạc Nguyên Nhiên nghĩ. Tối qua La Nhất Hải cùng cậu ngủ chung một giường, buổi sáng còn nấu cháo cho cậu. Người mềm lòng như thế sẽ không đâu. Đúng thế, La Nhất Hải mềm lòng.
nhưng một khi nổi giận thì thiên thần hạ phàm cũng vô dụng. Trông thế thôi, đều là sự tĩnh lặng trước cơn bão tố. Nhạc Nguyên Nhiên chống lên cái đầu vẫn còn đau âm ẩm, hối hận rằng mình không nên uống nhiều như thế. Những ngày La Nhất Hải rời khỏi, cậu uống rượu càng ngày càng nhiều. Sau khi bị từ chối, gần như ngày nào cũng uống đến nôn cả ra. Cũng không phải là cậu chưa từng nghĩ đến chuyện quên đi, cứ quên đại người nào đó là xong. Một hơi cậu tải xuống kha khá app kết bạn, rồi thêm bừa một đống tài khoản. Cứ đến tối là tinh tinh tinh, vang lên không ngừng. Nhưng bất luận nhìn ai, trong đầu cậu cũng chỉ hiện ra một câu. Đây không phải là La Nhất Hải. Thế không phải nói thừa hay sao? La Nhất Hải chỉ có một. Ngay cả người giống anh cũng không có. Cho dù có giống thì cũng không phải anh mà. Ở công ty đến tận tối, Nhạc Nguyên Nhiên vẫn không muốn về nhà. Nhưng không còn chỗ khác để đi. Ngoại trừ công ty, cậu ít có mối giao tiếp cá nhân. Không vào bất kỳ giới nào, cũng không hề có chút khái niệm với việc chơi đùa. Cho dù có muốn ăn chơi đàng điếm thì cũng không tìm được một nơi. Điện thoại vừa mới reng lên đủ loại tin nhắn nhắc nhở. Ngay cả ham muốn mở ra xem cậu cũng không có. Chỉ cảm thấy nỗi cáu kỉnh. Có người gõ cửa. Cậu tưởng là trợ lý. Bực bội nói. Vào đi. La Nhất Hải đẩy cửa bước vào. Hỏi sao cậu còn chưa đi. Cậu a một tiếng. Nói một lát sẽ đi. La Nhất Hải lại hỏi cậu ăn cơm chưa. Cậu nói một lát sẽ ăn. La Nhất Hải nặng nề thở dài một hơi. Nói. Bây giờ đi đi. Giờ đi ăn. Nói xong đóng cửa lại. Chưa đến 5 phút lại mở cửa ra. Áo khoác cầm trên tay nói. Đi nào. Cùng nhau đi nhà hàng ăn cơm. Nghe La Nhất Hải nói. Hôm nay xưởng đường thế này, thế kia. Tiêu thụ thế này, thế nọ. Như người không có chuyện gì. Chẳng nhắc một chữ đến chuyện tối ngày hôm qua. Ăn xong, ai lấy xe người nấy. Nhạc Nguyên Nhiên nói. Tên danh bạ, tôi sẽ xóa. La Nhất Hải nhàn nhạt, một tiếng. Nói cậu biết rằng đã hẹn lịch khám sức khỏe rồi. Là ở bệnh viện của dì Nhạc làm phẫu thuật. Kiểm tra xong còn để dì yên tâm. Nhạc Nguyên Nhiên cũng Vào trong xe, cậu mở những gợi ý kia. Lật lần lượt, nhìn thấy một tin hỏi. Có nhớ tôi không? Cậu trả lời. Nhớ. Bởi vì trên ID kia có một chữ Hải. Hết tập 6. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu thấy hay, hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.